Nguyễn Thới Lai, ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tổ chức phiên họp quý 3. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ đã chủ trì hội nghị. Kết quả huy động vốn là điểm sáng của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ trong 9 tháng qua. Cụ thể, vốn ủy thác địa phương đã tăng trên 32%, vốn huy động tăng gần 15% so với năm ngoái. Về sử dụng vốn, 9 tháng qua doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ đạt gần 780 tỷ đồng với gần 21.700 lượt hộ được vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng đạt trên 3.440 tỷ đồng với trên 90.000 khách hàng còn dư nợ, tăng gần 10% so với năm 2021. Các chương trình cho vay tập trung chủ yếu là giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường. Các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về chất lượng tín dụng, nợ quá hạn còn 5 tỷ 546 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,16%, giảm 13,49% so với năm 2021. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá rất cao kết quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ đã góp phần quan trọng để GRDP của thành phố tăng trưởng mạnh trong 9 tháng qua. Từ nay đến cuối năm, đơn vị cần tập trung huy động vốn và tiếp tục cho dây các chương trình theo nghị quyết 11 của Chính phủ, rà soát lại các chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch.